Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Rồi, nhìn tên nhân vật chính hôm nay thì anh em cũng có thể đoán biết được cái trận tâm ma này đến từ server nào rồi đúng không? Đó chính là server 1002 được chia sẻ bởi một bạn nữ, đó chính là Sang Sang Queen. Và chúng ta đã có giao tranh tại khu vực số 12 rồi anh em ơi, Dương Môn, Vạn Hoa. Như vậy Vạn Hoa đã thoát được về khu vực số 11. Nhưng mình nghĩ là Vạn Hoa chắc chắn cũng sẽ không thể nào sinh tồn tiếp được đâu anh em ạ. Bởi vì chắc chắn tại khu vực số 11 sẽ có team. Và chúng ta đã win được pha giao tranh đầu tiên. Rồi, bước tiếp theo thì đội hình của mình sẽ làm gì đây? Chúng ta với ưu thế vẫn còn full máu luôn anh em ạ. Chuẩn bị hồi búp to và chúng ta di chuyển về khu vực số 13 rồi. Đó là một tàn kiếm. Và nói về đội hình tâm ma chúng ta hôm nay thì anh em thấy chúng ta sở hữu tới 3 môn phái hệ kim anh em ơi, với 2 tàn kiếm và 1 tiểu lâm. Đội hình này thì trong combat tổng có vẻ rất trâu và chúng ta đang sở hữu thêm một cái quần thể kim cang tiếp tục, đó là khu vực số 3. Đây là thương nhân rồi anh em ạ. Như vậy có cả một thiên tâm, đã di chuyển qua. Thiên tâm đang dùng chiêu cuối để tạo sát thương và chúng ta rút trở lại khu vực số 13. Và như vậy là các thành viên của mình vẫn rất an toàn và chúng ta đã tiếp cận được về với thương nhân. Bây giờ thì mình sẽ lấy hàng Long Côn, một quyển bí kíp rất quan trọng với Thiêu Lâm anh em ạ. Hình như là anh em đã lấy quyển gì đó, hình như là Như Lai Thiên Diệp hả ta? Ê, cái chiêu gì quên rồi anh em, mình quên tên anh em ạ. Như vậy là các thành viên chúng ta đã quay trở lại khu vực số 12 để tiếp tục farm lính. Và số lượng đội bây giờ chỉ còn có 22 đội thôi anh em ạ. Lâu rồi mới có những anh em chơi Thiếu Lâm trong một cái trận tâm ma ha. Đây là một phái bây giờ khá là khó chơi nha anh em ơi. Bởi vì cái một phái hiệu hỏa ví dụ như là Thiên Nhẫn có thể kết thúc Thiếu Lâm khá là dễ dàng. Những một phái khác ví dụ như Cung Lôn hoặc Thiên Tâm cũng có thể gây sức ép về cho Thiếu Lâm. Liệu chăng là đội hình này có thể tạo nên một điều gì đó cho cái trận tâm ma này? Và anh em thấy số lượng đội đã giảm đi quá nhiều, chúng ta chỉ còn có 16 đội thôi và các thành viên mình tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 3. Lại là trống nữa rồi, chúng ta có Thiên Tâm đã bị khống chế, liệu có chạy được không? Rồi, tàng kiếm đang dồn đam, như vậy là Thiên Tâm đã lên được chiêu cuối, có lẽ Thiên Tâm đã có 7x để hồi chiêu cuối anh em ạ. Rồi thôi, tranh thủ kích vào thương nhân cái anh em ơi, chúng ta lấy ngựa các kiểu con đà điểu, bởi vì ảo tượng cũng đã sắp xuất hiện. Như vậy là Thiếu Lâm chúng ta đã có được 3 quyển bí kíp và một con chiến mã. Ảo tượng đã bắt đầu xuất hiện và bây giờ thì các thành viên của mình sẽ di chuyển về khu vực nào? Rồi, một cái tăng kháng cho Thiếu Lâm nha. Khu vực ảo tượng số 2, số 9 đã được mở. Có ai không? Như vậy là không có ai anh em ơi. Chúng ta sẽ người phạm lính, người tiếp tục mở rương để nâng cấp tài nguyên cho các thành viên trong team. Rồi, bây giờ chúng ta đang còn 13 đội nha và thời gian của vòng số 1 chỉ còn khoảng 2 phút 20 giây nữa là kết thúc. Và tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển về đến khu vực số 9, tàn kiếm đã bật phong tháp vân cảnh. Có người rồi, đó là Thiên Tâm, Cải Bang và một Minh Giáo, một team với 2 môn phái hệ hỏa. Minh Giáo đã ngã xuống rồi anh em ạ. Cải Bang thì mình chưa kịp nhìn thấy là Cải Bang không biết còn hay không, nhưng Thiên Tâm thì đã rút lui thành công. Bây giờ thì Thiếu Lâm chúng ta hiện tại chỉ còn khoảng 40% máu và có một viên hồi phục máu tại khu vực số 2, tuyệt vời. Côn Lôn có quân, đó là Côn Lôn gì? Vẫn chưa xác định được đó là Côn Lôn thức tỉnh hay là Côn Lôn chưa thức tỉnh anh em ạ. Chúng ta thấy có một Minh Giáo. Đúng không? Đúng rồi, một Minh Giáo khác từ khu vực số 11. Ôi, Thiếu Lâm định chơi luôn Minh Giáo à? Quá là hộ bảo. Như vậy, chúng ta đang có một mối lo ngại bởi vì trong cái bản đồ chúng ta hiện tại đang có một Minh Giáo. Và anh em biết Minh Giáo nếu như để xanh sao thì khả năng sẽ gây áp lực nhiều cho team của mình. Đó là một Côn Lôn. Côn Lôn đang cố gắng chạy. Chúng ta không có khả năng khống chế tầm xa Côn Lôn anh em ạ. À, Côn Lôn đã bị khống chế rồi. Anh em ơi. Như vậy là Côn Lôn có lẽ đã rút lui thành công. Bây giờ thì số lượng đội trong bản đồ chúng ta chỉ còn có 10 đội.
Theo quan sát thì trong bản đồ Tama chúng ta hiện tại vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Thiên Nhẫn, một môn phái có khả năng gây uy hiếp cho đội hình của mình. Một quyển bí kíp cuối cùng, thập nhị cầm long thủ. Anh em biết Thiếu Lâm cần phải có quyển bí kíp sơ cho cái chiêu thập nhị cầm long thủ thì chúng ta mới có thể tạo ra được cái hiệu quả khiêu khích nha anh em ơi. Thiếu Lâm mà không có quyển bí kíp sơ thì chúng ta vẫn chưa có thể tạo được hiệu quả khiêu khích nha. Anh em nhớ nha, rất là quan trọng luôn đó. Rồi, đã giảm đi thêm một đội trong bản đồ tâm ma. Một viên hồi phục máu. Như vậy, chúng ta chỉ còn vài giây nữa là thời gian của vòng số 1 kết thúc và lượng tài nguyên của các thành viên mình hiện tại đang rất phong phú. Một thiên vương. Có lẽ thiên vương vừa có giao tranh rồi. Đây, Côn Lôn. Wow, yếu máu và Côn Lôn đã lên bảng điểm số. Rồi, anh em thấy là đội hình của Sang Sang đánh lúc nào cũng di chuyển cùng với nhau. Họ teamwork rất tốt anh em ạ. Đội hình luôn có những pha combat hỗ trợ với nhau khá tuyệt vời. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc rồi. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị bước sang vòng số 2. Vòng số 2 bắt đầu thì anh em biết là team chúng ta cần phải làm gì không? Đó là về thường nhân. Bởi vì Thiếu Lâm chúng ta sẽ cần một quyển tăng cấp bí kíp để nâng chiêu thứ 2 của chiêu hàng Long Côn. Và chúng ta chuẩn bị di chuyển về đến khu vực số 5 anh em ơi, cẩn thận nha. Phòng tháp vân cảnh bật lên, tiếp tục. Rồi, chúng ta có một vạn hoa và như vậy vạn hoa đã bị xử lý rất nhanh chóng. Và Thiếu Lâm của mình đã có được một quyển tăng cấp bí kíp rồi, thuận lợi ở đầu vòng số 2 anh em ạ. Thiếu Lâm mà anh em muốn hồi máu tốt thì anh em phải gom lính lại hoặc là chúng ta canh làm sao mình có thể đánh được trúng càng nhiều mục tiêu càng tốt nha anh em. Số lượng đội đã giảm đi khá nhanh. Khu vực số 6 có một môn phái yêu máu, đó là Tiêu Dao. Tiêu Dao đã bị xử lý thêm một đại diện Thiên Sơn Long Tước. Còn có con gì nữa? Ôi Thiên Vương xoay trời, cẩn thận rút lui anh em à. Thiếu Lâm chúng ta yêu máu rồi. Wow, vẫn đánh chăng. Rất hộ bảo, Long Tước lướt và như vậy Thiếu Lâm chặn máu anh em ơi. Ui, cẩn thận. Tàn kiếm có lẽ bị Long Tước tiếp tục khống chế. Tình huống vừa rồi team chúng ta đã chơi quá bạo, như vậy chúng ta đã mất đi một thành viên. Tiếc quá anh em ạ. Long Tước phải nói là có khả năng cấu rỉa các đội hình của mình với lượng máu rất lớn. Bây giờ thì các thành viên chúng ta đang có mặt tại khu vực số 1 và Thiếu Lâm vẫn đang trong giai đoạn gom quái hơi khó khăn một tí. Anh em cố gắng up Thiếu Lâm lên tầm khoảng 300-400k lực chiến đi, lúc đó mình hồi máu sẽ tốt hơn nha anh em ơi. Một chiêu hàng Long Côn sẽ giúp cho anh em hồi máu cực kỳ hiệu quả. Rồi, và bây giờ thì tiếp theo đội hình chúng ta sẽ làm gì đây? Như vậy là Thiếu Lâm của mình đã hồi phục được khoảng 70% máu. Và chúng ta tiếp tục quay trở lại thương nhân rồi. Số lượng đội trong bản đồ Tama vẫn còn đến 4 đội. Và chúng ta bật búp bự lên anh em ạ. Chuẩn bị di chuyển, có team, đó là Thiên Vương và Côn Lôn. Thiên Vương đã bật xoay chi. Xoay rất nhiều và Thiên Vương đã di chuyển sang khu vực số 19 rồi. Cả thành viên chúng ta đã kết thúc được cùng luôn. Và bây giờ thì mọi người sẽ di chuyển trở lại khu vực số 6 để tiếp tục farm lính. Rồi dẫm na. Đó anh em thấy không, 19.000 máu. Nếu như trong bản đồ chúng ta hiện tại không có những môn phái hệ hỏa thì rõ ràng đội hình của mình đang có ưu thế rất nhiều anh em ơi. Bởi vì chúng ta sở hữu những môn phái rất trâu. Ảo tượng xuất hiện tại khu vực số 2, số 3, số 4. Và bây giờ thì các thành viên của mình đang có mặt tại khu vực số 2, đó là Tiêu Dao. Đường cục anh em à, hút lại. Tiêu Dao đã lên né tránh. Như vậy là Tiêu Dao đã di chuyển sang khu vực số 2. Đây thêm một Tiêu Dao khác, hiện tại tàn kiếm chúng ta đang yếu máu. Tiêu Dao đã lướt thành công, rút lui thành công, chẳng máu luôn anh em ơi. Wow. Ủa Tiêu Dao di chuyển qua bên này. Ủa Tiêu Dao kia vẫn thoát được anh em mà, mình cứ nghĩ là Tiêu Dao đó về khu 2 sẽ bị xử lý. Nhưng số lượng đội anh em thấy là số lượng đội vẫn không hề thuyên giảm một chút nào. Bây giờ thì tàn kiếm chúng ta buộc lòng phải di chuyển về một khu vực nào đó.
Rồi, trận này mình thấy nhẹ nhàng cho anh em bởi vì trong bản đồ của mình sẽ có tiêu dao. Vấn đề quan trọng bây giờ là tàng kiếm chúng ta cần phải hồi máu thật nhanh anh em ạ. Thiệu Lâm đã mở thành công ảo tượng. Chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 3. Đó là Thiên Vương. Thiên Vương cũng mở thành công thêm một tiêu dao. Tiêu dao với Thiên Vương có lẽ sẽ tiếp tục có giao tranh với nhau. Chúng ta có bạo kích tại khu 2. Bạo kích đã mất. Trong thời gian chờ đợi chiêu 3 hồi lại thì anh em thấy là Thiếu Lâm đang cố gắng tận dụng thời gian để mở những cây rương, tiếp tục nâng cấp lực chiến lên. Và hiện tại thì tàng kiếm trong team chúng ta đã hồi phục máu gần đầy rồi anh em ạ. À, tàng kiếm có lẽ đang gặp nhiều vấn đề khó khăn trong vấn đề hồi máu. Chúng ta quay trở lại khu vực số 3 nào, đó là ai? Một môn phái vừa di chuyển về khu vực số 4, đó chính là Tiêu Dao. Thời gian của vòng số 2 chỉ còn khoảng 1 phút nữa là kết thúc. Đấy rồi, phát hiện tiêu dao, cả hai tiêu dao anh em ạ. Như vậy là trong map này sẽ có hai tiêu dao lẻ với một thiên vương lẻ. Đây đây, khống chế được không? Không khống chế được, tiếp tục. Chiêu 1, và như vậy chúng ta khống chế được tiêu dao rồi. Tàng kiếm ơi, có mặt đúng thời điểm không? Tàng kiếm vẫn chưa có mặt đúng thời điểm anh em ạ. Trong tình huống vừa rồi, nếu như tàng kiếm có mặt đúng thời điểm thì chúng ta sẽ kết thúc được tiêu dao. Rồi xong, bị khống chế, rồi xong luôn, tiêu dao đã lên bảng điểm số sau khi bị mất né. Trong bản đồ bây giờ thì anh em thấy có đến 3 môn phái hệ kim và một môn phái hệ mộc thì chắc chắn là tiêu dao sẽ gặp bất lợi rất nhiều. Team này tiêu dao cần phải nâng lực chiến lên, nâng cấp trang bị lên mới có thể dùng đam được chúng ta anh em ơi. Và tiêu dao cần phải có những combo thật nhanh và chuẩn xác. Nếu như tiêu dao vẫn không hơn lực chiến được của chúng ta thì có lẽ tiêu dao không còn cơ hội để có thể áp đảo được trận tâm ma này. Như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc rồi và chúng ta chuẩn bị bước sang vòng số 3. Trong một cái trận tâm ma, một cái tình thế mà anh em thấy nếu như mình đang bị khắc hệ và mình thua lực chiến thì anh em hãy cố gắng tranh thủ áp lực chiến nha. Mình sẽ không thể làm gì được team bạn với những combo mà chúng ta không đủ lực chiến đâu anh em ạ. Rồi, về thương nhân thôi, tài nguyên rất nhiều, khu vực số 6. Chúng ta sẽ còn một tiêu dao với một thiên vương. Cẩn thận nha bà con cô bác ơi. Vẫn còn một quyển tăng cấp bí kíp nữa anh em ơi. Một full ngọc cường hóa và Thiếu Lâm chúng ta đã lên một lực chiến rất cao rồi. Tầm này thì anh em sẽ thấy Thiếu Lâm khỏe như thế nào. Rồi, khống chế không được. Thiên Vương cũng vừa mới xuất hiện tại khu 7, Thiên Vương đã bị khống chế. Thiên Vương đang bị thương và Thiên Vương có chạy được không? Thiên Vương đã chạy thành công rồi anh em ạ. Tiêu Dao không có cơ hội để dùng đam về team của mình. Thiên Vương thì đang yếu máu, Tiêu Dao thì lại sợ team chúng ta. Bây giờ đội hình chúng ta đang có ưu thế rất nhiều. Chúng ta tiếp tục di chuyển để tìm kiếm hai môn phái còn lại trong bản đồ này. Đây, Thiên Vương đã bị khống chế rồi. Không, Thiếu Lâm mới là người bị khống chế. Thiếu Lâm đã bật được búp bự. Hút được Thiên Vương rồi. Nhưng mà Thiên Vương đang lên thuận 7X. Và chắc chắn Thiên Vương sẽ ra đi. Không lo chạy. Vẫn xoay trì. Và như vậy Thiếu Lâm chơi khô máu. Thiên Vương đã ra đi. Tiêu Dao có quân. Đây là cơ hội cho Tiêu Dao. Bởi vì chúng ta vừa mất kỹ năng. Nhưng các thành viên của mình đã không cho Tiêu Dao có cơ hội. Nên mà chúng ta đã chạy rất nhanh. Rồi, Thiếu Lâm dậm cái đầy máu cho anh em coi nha, đang có bạo kích nữa. Bùm, wow, 62.000 máu, khu vực số 2 có biển. Và như vậy là trận tâm ma đã kết thúc rồi anh em ơi, quá tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.